Trong chuyến làm khách trước Genoa ngày 8 tháng 10, tiền vệ người Mỹ Christian Pulisic vô lê mở tỷ số ở phút 87. Đến phút bù thứ 9, thủ thành Mike Maignan va chạm mạnh với Caleb Ekuban và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Khi đó, Milan đã hết quyền thay người và Giroud tiền đạo vào thay Alessandro Florenzi từ phút 66, xỏ găng, mặc áo xanh thủ môn của chính Maignan và về chấn giữ khung thành. Cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Pháp để lại dấu ấn trong vai trò lạ. Phút bù thứ 14, Giroud lao ra đấm bóng trước mũi giày của Jorge Vazquez rồi tiếp tục lăn xả và ôm gọn bóng. Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc một phút sau đó, các cầu thủ Milan lao đến ôm Giroud mừng chiến thắng. Màn trình diễn trong 5 phút cuối trên sân Luigi Ferraris của Giroud lập tức gây sốt. Anh góp mặt với tư cách thủ môn trong đội hình tiêu biểu vòng 8 Serie A được ban tổ chức công bố ngày 9 tháng 10. Giroud cũng là cầu thủ Milan duy nhất góp mặt trong đội hình này. Sau trận, Milan cũng điền tên cầu thủ 37 tuổi vào danh sách thủ môn của đội bên cạnh Anthony Mirante, Francesco Nava, Marco Sportiello và Maignan. Câu lạc bộ nửa đỏ đen thành Milan cũng bán áo thủ môn Giroud với áo số 9 quen thuộc. Vài giờ sau khi quyết định này được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc áo thủ môn màu xanh của Milan mang tên cầu thủ người Pháp đã cháy hàng. Ngoài ra, Giroud cũng xuất hiện với vai trò thủ môn bên cạnh Alphen Areola, West Samber và chính Maignan trong danh sách triệu tập của tuyển Pháp. Theo lịch, Giroud và đồng đội sẽ gặp Hà Lan ở vòng loại Euro 2024 ngày 13 tháng 10 và đá giao hữu với Scotland ngày 17 tháng 10. Tôi chưa từng trải nghiệm điều này trong sự nghiệp và rất tự hào về toàn đội. Chúng tôi đã chiến đấu như những con sư tử, Giroud nói về việc làm thủ môn sau trận thắng Genoa. Tôi có pha cứu thua xuất thần ở phút cuối và cảm giác giống như ghi bàn vậy. Tôi sẽ mang chiếc áo thủ môn này về và đóng khung nó. Trong khi đó, huấn luyện viên Stefano Pioli tiết lộ Pulisic xung phong về làm thủ môn thay Maignan. Nhưng huấn luyện viên Italy không đồng ý vì Pulisic không có chiều cao lý tưởng và chỉ định Giroud. Chiến thắng 1-0 giúp Milan vươn lên ngôi đầu Serie A với 21 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Inter câu lạc bộ cùng thành phố hòa Bologna 2-2 ở vòng trước. Ngày 22 tháng 10, Milan có cuộc đại chiến với Juventus ở vòng 9 Serie A rồi hành quân đến sân của PSG đá lượt 3 bảng F Champions League ngày 25 tháng 10.